Thôi, hôm nay mình tới cái nghệ nhân nha. Nghệ nhân đã từng lên Độc Lạ Bình Dương nè. Đó, cũng chăn nuôi bò nha. Mình đang bắt bò của nghệ nhân Trường Linh. Đó, lên trên Độc Lạ Bình Dương đây. Quá đẹp luôn các bạn. Đó, đây là khu cảnh đi vô đây. Đó, đẹp ghê chưa. Đó. Rất là đẹp nha, rất là nhiều con. Ảnh đang cắt tỉa đây. Đó, đang nay mình đang bắt con bò của ảnh. Đó, ảnh đang làm con chuột nha. Đó, ảnh đang làm luôn, trời mưa. Anh này rất là giỏi nha, đó, nghệ nhân mà chăn nuôi. Đó, hôm nay mình vừa bắt con bò của ảnh. Đây, đây là cặp trâu nha các bạn. Đó, cặp trâu đi cài nha. Đó. Đó, bộ ghế nè. Đó, bộ ghế salon, tách trà nè. Quá tuyệt vời chưa. Quá là đẹp. Quá giỏi. Đây, cô chị chủ nhà đây. Đó, anh nghệ nhân nè. Anh nghệ nhân là lớp đầu là giỏi, giỏi, có tài nghệ nhân mà chăn nuôi đó nha. Quá đẹp. Quá giỏi. Rồi, hello, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh YouTube Trại Bò Giống Tiền Giang của em nha. Đó thì hôm nay em mới về lô bò nè cô chú anh chị. Nó xe em mới vừa xuống đây. Đó, em mới về lô mới nha. Còn cái lô hôm qua em có bán rồi nha. Đó, hôm qua em giao về Kiên Giang. Đó thì chút cái clip em cũng có để trên đầu video đó. Đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị 6 con 3B mới nha. 6 con 3B mới với là 6 con kem trắng. Đó. Hàng này kem trắng này, hàng tiễn nha, còn cái con kem hồng mà con kem trắng mà sư mẫu hôm qua là em cũng ra rồi, mà về mới về nè. Mới về hai ba con kem trắng siêu mẫu nữa nè. Đó. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đó, đích khu đứng đàng hoàng ra cái mày. Đó, lưng dai là lắng lình luôn nha. Mà trời hơi tối cô chú anh chị, bò này đẹp cực kỳ luôn. Đó. Đó. Đứng né qua bên cây. Đó, đây còn đây là nói chung là 6 con kem nha. Đó. Đó. 6 con kem trắng. Đó. 6 con kem trắng. 3 con 3B. Bây giờ em giới thiệu con 3B này trước nha. Đó thì 2 con 3B đầu đây. Đó, 2 con 3B này là 2 con 3B lỡ nha cô chú anh chị. Con này đó là 9-10 tháng rồi nè. Đó. Con này là cao gần 1m2 bò, 1m10 mấy, gần 1m2 bò nè. Đó. Đích khu ghê không? Đó. Đó. Thấy ghê không? Hai con này lỡ nha. Đây. Đó. Có 2 con này lỡ nha cô chú anh chị. Đó. 2 con lỡ đứt muối ghê không. Đó. Lưng cây bề ngang nè, lưng dai nè. Đó, thấy bề ngang, thấy cái dai nè. Coi em để cái bàn tay em nè, thấy không. Con này thì thôi khỏi nói luôn á. Đó. Đó, đứt khu. Nói chung là 2 con này là 2 con bự nhất nha. Đó. Đó, thì trong bầy thì 2 con này là em bán với giá là 19 triệu một con. Là con này là lỡ bò nè. Đó. Con này cũng vậy, đích khu nè. Lưng dai nè. Đó, em thấy em để cái bàn tay cho coi nè. Nó cái bàn tay của em bự lắm nha. Mà coi cái dai nè. Đó, lớn bò lắm. Đó. Hết biết luôn á. Đó. Chỉ có cặp này là 19 triệu nha, 19 triệu một con nha. Đó. Tại bò này bò lỡ cô chú anh chị. Đó. Đó, bò lỡ khác nha. Đó, xương sóc là to lùn luôn nha. Đó, có 2 con bò lỡ 19 triệu thôi. Đó, 9-10 tháng rồi. Đó. Rồi đây. 3B đây. Đó, thì còn lại 4 con này. 4 con này thì em bán với cái giá là 17 triệu một con thôi nha. Lưng dai nè. Đó. Đó, bóng lương luôn. Đó. Đó, đích khu nè.
Đó, đứng ở bên ghê không? Đó. Đó. Bốn con này là em bán với giá là 17 triệu một con nha. Đó. Đó. Bề bề hết chứ không? Đít muối nha. Đó. Thì nói cô chung là có cái con này là nó cao tầm 1m06 nha cô chú anh chị, 1m06 1m07. Đó. Mà đo ở phía sau này á, là 1m1 hết nè. Đó. Phía sau đít này là 1m1 hết. Tại vì con bò nó đứng nó chổng đầu á, thì cái lưng á mình đo cái chỗ thấp nhất này nó chỉ 1m0 thôi. Nhưng mà đo ngay cái gu này á, là 1m1 bò hết. Đó. Thì con bò thường thì chổng cái đầu xuống mà. Đó. Chưa ghê không cho em về hơi tối. Em mới vừa về luôn. Đó. Đó, đi nguyên ngày nay mới vừa về. Đó, hôm nay đi bắt ở trong đây có một con bò của cái ông anh nghệ nhân trồng kiển. Đây là cái con này nè. Đó, bắt của cái anh nghệ nhân ấy kiển mà đăng lên trên Độc Lạ Bình Dương á. Đó, là cái con này con của ảnh nè. Đó. Thì có cái clip đó em chút nữa em cái clip đó em muốn đăng lên cho cô chú anh chị xem. Đó. Thì cái anh nghệ nhân đó anh làm kiển nhưng mà hôm rồi Độc Lạ Bình Dương nó xuống nó quay á. Đó thì nói chung lại dàn cả kiển ảnh cũng đẹp lắm. Nên mà ảnh có con bò ổng cũng chăn nuôi nè. Đó. Em có bắt ảnh con nè. Đó. Đó, còn đây kem nè. Hết biết không? Đó, hai ba con kem nè, hết thân không? Đó. Đó, con nào nấy hết biết không? Đít rồi đứng rồi pin hết pin bò không? Đó. Đó. Thì nói chung là ba con này là ba con còn nghe cô chú anh chị, ba con của bữa trước nè. Đó, còn ở đây là bò mới nè. Đó. Đó. Chú anh chị thấy đẹp lung lên không? Thì nói chung là cũng tối rồi, bây giờ em cũng mới về, em cũng quay vậy thôi. Cô chú anh chị nào nếu cần thì alo trực tiếp cho em nha. Đó. 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 Thì mấy con bò thấy đẹp lung linh không? Đó. Đó. 17 triệu nha. 17 triệu nha. Ba con này nè. Bốn con luôn chứ. Bốn con này 17 triệu một con. Đó, con nào nấy đẹp thấy sợ không? Đó. Đó, thì còn hai cái con kia là cặp này 32 triệu nè. Nó cặp kem trắng này 32 triệu nha. Đó. Đó. Con này cũng lớn rồi. Đó. Con này lớn cũng lớn cao cũng gần 1m1 bò. Con này thì chưa, con này con trắng ngoài 1m0. Đó. Bốn con kem này ha. 17 triệu một con. Thì cô chú anh chị nào cần thì alo bắt hết lốt con này đi nha. Đó, bốn con này rất là đẹp nha. Đó, đít khu nè. Lưng dài thôi thấy sợ cái lưng luôn á. Bò này đẹp. Đó, coi tướng hình nè. Đó. Lưng dài nè. Đó, thấy không? Đó, thấy lưng dài không? Con này ít khu cũng dữ nha cô chú anh chị, nhưng mà con này lông hơi to. Đó. Cái con kem mà từ đầu vô con thứ ba này thì lông hơi to nha. Đó, lông hơi to. Đó, cái con này con của anh nghệ nhân đây. Đít khu thì thôi nói đi, đứng ra coi. Đưa cái đít ra coi, đó. Đít dữ dội lắm nha. Đó, là cái này lông con này thì lông hơi to chút. Đó, rồi.
Thì mọi chi tiết thì cô chú anh chị cứ liên hệ với số điện thoại của em nha. Đó, số điện thoại em sẽ cập nhật phía dưới. Đây để em quay 3D nè. Thì bốn con này cũng là 17 triệu một con nha. Chỉ có hai con đầu chuồng thôi, hai con đầu chuồng là 19 triệu là hai con lỡ nè. Hai con bò này lỡ bò. Đó. Con đó 10 tháng rồi, con này cũng 9 tháng rồi. Rất là dữ dội bò nha. Rồi. Đó. Rồi chào cô chú anh chị.